dụ lão pháp sư tịnh không tập 26 các vị đồng học xin chào mọi người cảm ứng thiên ở trong hơn một ngàn chữ câu quan trọng nhất chính là trung hiếu hữu để chính là câu này câu này có thể nói là hạt nhân của toàn bài có quan hệ vô cùng lớn là đạo lý lớn của một người lập thân tề gia trị quốc bình thiên hạ ở trong xã hội đều nằm ở một câu này người xuất gia tu hành khai ngộ chứng quả làm bồ tát làm phật mấu chốt cũng ở bốn chữ này Cho nên thánh nhân thế suốt thế gian Tôi đã nói Rất nhiều lần rồi Mục đích nguyện vọng Của Bậc Thánh Hiện Không gì ngoài hy vọng tất cả chúng sanh Tương thân tương ái Chung sống hòa thuận nhưng mà tất cả chúng sanh chúng loại quả báo không như nhau những khác biệt này từ đâu mà có vậy là từ nhân hành quá khứ và hiện tại của họ không như nhau cho nên từ trên quả chúng ta có thể nhìn thấy nhân từ trên nhân có thể nhìn thấy quả thì người này đã có trí huệ rồi sự việc này muốn chân thật đạt đến mục đích thì chính trị không thể làm đến được cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật với thân phận dương tử Nếu chính trị có thể đạt được cái mục đích này Thì Ngài có thể đã làm quốc dương Ngài biết chính trị không thể đạt được Vũ lực cũng không thể giải quyết đổi cái vấn đề này Chúng ta nhìn thấy trong kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật lúc còn trẻ Gió nghệ cao cường ngài có thể làm tướng quân có thể làm thống soái nhưng ngài từ bỏ cả ngài biết sự việc này vũ lực không thể giải quyết được người hiện nay nói kinh tế nói khoa học kỹ thuật hết thảy tất cả đều không thể làm được phương pháp duy nhất để có thể thu được hiệu quả tốt chỉ có giáo dục cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật Đã chọn Cái công việc Giáo dục xã hội này Cả đời Toàn tâm toàn ý Dấn thân vào Công việc giáo dục xã hội Đa nguyên văn hóa Thích Ca Mâu Ni Phật Là một người như vậy Chúng ta cần nhận thức rõ ràng Lý tưởng và ý chí vĩ đại của Ngài Là muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh Lìa khổ được vui Tương thân tương ái Chung sống hòa thuận Ngài là chọn cái công việc này Hôm nay Tại nơi đây Có rất nhiều người làm thầy cô đều là người dấn thân và công tác giáo dục cái công việc này vô cùng vĩ đại ngày nay trên thế giới người nhận thức được nó quá ít rồi tôi nghe thấy có một số đồng học nói với tôi hiện nay làm thầy không dễ dạy học trò cũng không dễ vấn đề này tôi cũng đã từng thảo luận rồi hiện nay sư đạo suy đồi rồi có thể nói đã không còn nữa hiếu đạo mất hết rồi hiếu đạo không còn nữa thì sư đạo đương nhiên là không còn bởi vì sư đạo là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo người không biết hiếu thân thì làm sao biết tôn sư đây là việc không thể nào vào thời xưa một người học trò tốt là cần có cha mẹ hợp tác mật thiết với thầy mới có thể đem cái cây non này nuôi dưỡng lớn lên được khiến chúng tương lai trở thành người tài trụ cột của xã hội Tôi còn nhớ Bản thân tôi đại khái Là vào lúc 7-8 tuổi Lần đầu tiên đi học Vào thời đó Vẫn còn học tư thục Không phải trường học Tư thục bố trí Ở trong một từ đường Một người thầy Chỉ dạy khoảng chừng Hai mươi mấy học trò Phụ thân tôi Mang theo lễ vật đến cúng dường thầy ở ngay đại sảnh đó của thầy cái đại sảnh đó chính là đại điện ở trong từ đường ngay giữa bàn thờ cúng dường có bài vị của chí thánh tiên sư khổng lão phu tử cha tôi dẫn dắt tôi cha ở phía trước tôi ở phía sau trước tiên hướng về bài vị khổng lão phu tử hành lễ tôn kính nhất là ba quỳ chính lại sau khi hành lễ quạng tất thì mời thầy ngồi vào ghế phía trên phụ thân của tôi ở phía trước tôi theo ở phía sau cũng hướng về thầy hành lễ ba quỳ chính lại sau đó dâng lễ giật lên đem con trẻ giao cho thầy phụ huynh đối với thầy tôn trọng như vậy nếu người thầy không thể dạy con trẻ cho tốt thì làm sao xứng đáng với phụ huynh đây cái nghi lễ này hiện nay không còn nữa tôi ở đài trung lão sư lý đã từng mở một lớp học gọi là lớp nghiên cứu nội điển trong lớp học này có 8 học trò. Chính lão sư là người phụ trách cái lớp học này. Đã mời 5 vị thầy. Tôi cũng là một trong số đó. Ngày khai giảng đó, Lý lão sư đại diện cho phụ huynh, đại diện phụ huynh của các học trò. Tiến hành đánh lễ ba lại với những người làm thầy là chúng tôi. Cái gì phụ huynh không biết Nên lão sư Lý đã đại diện cho phụ huynh Chúng tôi không dám tiếp nhận Không dám tiếp nhận cũng không được Y giáo phụng hành Thầy bảo chúng tôi ngồi thật nghiêm chỉnh ở nơi đó Đành dễ Ngồi ở đó để thầy lại ba lại Nhận được cái nghi lễ long trọng này Nếu không thể nghiêm túc dạy học Đó chính là tội lỗi hiện nay không còn nữa hiện nay nghe nói thầy mà dạy dỗ học trò phụ huynh có khi còn muốn đi kiện thầy cho nên cái thế gian này có đại tai nạn sắp hiện tiền đây là gì đúng là cái mà nhà tôn giáo gọi là ông trời trừng phạt thượng đế trừng phạt chúng ta nhìn thấy ở trong lời tiên tri họ nói người ta nhìn thấy tương lai trên thế gian này rất nhiều người chết đi bảy tháng chôn cất cũng không hết cái quả báo này từ đâu mà có vậy từ nhân bất thiện quốc gia chúng ta vào thời xưa rất lâu về trước việc lớn quan trọng nhất của quốc gia chính là dạy học chương học ký ở trong lễ ký là triết học giáo dục cổ xưa của chúng ta là phương châm chỉ đạo giáo dục cổ xưa bên trong viết rất rõ ràng rất minh bạch kiến quốc quân dân giáo học vi tiên xây dựng quốc gia thống trị cái quốc gia này lãnh đạo nhân dân cái gì là quan trọng nhất dạy học một gia đình cũng là như vậy ở trong gia đình điều gì quan trọng nhất dạy học quan trọng nhất con người nếu như không tiếp nhận giáo dục thánh hiền thực ra bà nói thì có khác gì so với cầm thú còn tàn nhẫn còn độc ác hơn cầm thú sư tử hổ báo mọi người nhìn thấy sau khi ăn no rồi thì bình yên vô sự với những động vật nhỏ những con vật nhỏ chạy qua chạy lại ở xung quanh chúng chúng cũng không thèm quan tâm con người thì không như vậy không ăn cũng giết nó cho nên người nhất định phải tiếp nhận giáo học phải tiếp nhận giáo dục ở thời đại hiện nay người ta có thể tiếp nhận thì phải tận tâm tận lực hướng dẫn họ người không thể tiếp nhận thì hết cách chúng ta phải bớt gây phiền phức mục đích dạy học của nhà nho là dạy người làm thánh làm hiền mục đích dạy học của nhà phật là dạy bạn làm phật làm bồ tát dạy học của nhà phật từ đầu đến cuối Nói thật ra chính là có ba sự việc Việc thứ nhất là Dạy người đoạn ác tu thiện Việc thứ hai là Dạy người phá mê khai ngộ Việc thứ ba là Dạy người chuyển phạm thành thánh Thế nào gọi là thánh? hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh thông đạt sự lý của nhân duyên quả báo thì người này được gọi là thánh nhân thánh và phật của ấn độ cái ý nghĩa này hoàn toàn tương đồng phật là người giác ngộ thánh là người minh bạch sáng suốt minh bạch chính là giác ngộ giác ngộ chính là minh bạch sự lý của vũ trụ nhân sanh quá sâu quá rộng không cần phải học cũng không thể học được học chỗ học cả đời của bạn là có hạn phải làm thế nào mới có thể đạt được vậy phải ngộ được cho nên dạy học của thế xuất thế gian đều chú trọng ở khai ngộ không chỉ là nhà phật nói phải khai ngộ nhà nho dạy học cũng nói khai ngộ vậy không ngộ thì làm sao được chứ chúng ta ngày nay tại vì sao không thể khai ngộ vậy phiền não che đậy vọng tưởng phân biệt chấp trước khiến chúng ta không thể khai ngộ phật bồ tát dạy chúng ta Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước Liền khai ngộ ngay Buông xả một phần Thì có chỗ ngộ của một phần Buông xả hai phần Thì có chỗ ngộ của hai phần Cái này là chướng ngại Giác ngộ là trí huệ đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta, không phải đến từ bên ngoài. Tại vì sao chúng ta cứ muốn chấp trước kiên cố vậy? Ở trong chấp trước điều quan trọng nhất là ngã chấp. Có ngã liền có riêng tư. Có ngã liền có dục vọng. Tâm riêng tư là mê hoặc, dục vọng là nguồn gốc của tội nghiệp. Bạn tạo tội nghiệp rồi Phật dạy chúng ta Mỗi một người Mỗi một đệ tử Phật học Phật Đều phải gánh giác Cái công tác giáo dục xã hội Việc này rất trọng đại phật pháp muốn phổ độ chúng sanh muốn cứu khổ cứu nạn cách cứu như thế nào vậy là dạy học còn xuất gia đây là giống như chọn lấy một cái ngành nghề ở trong xã hội chúng ta nhất định phải có tinh thần chuyên nghiệp thúc đẩy giáo dục phật đà giáo dục phật đà là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa nó không phân chủng tộc không phân khu vực không phân tín ngưỡng tôn giáo dạy học bình đẳng như nhau còn phải tự mình lấy thân làm gương vì quản đại quần chúng xã hội Làm nên một tấm gương tốt Đặc biệt là ở trong Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm xem thấy Hư không Pháp giới Muôn hình dạng trạng Muôn nghìn sai biệt Quần thể khác nhau Văn hóa khác nhau Tín ngưỡng tôn giáo khác nhau Bạn xem Phật đều có thể chỉ dạy họ viên mãn để họ mỗi người đều có thể phá mê khai ngộ mỗi người đều có thể làm thánh làm hiền hoàn toàn không có phá hoại quần thể của họ hoàn toàn không chướng ngại tín ngưỡng tôn giáo của họ cũng không hề làm tổn hại văn hóa của họ chút nào chỉ có giúp đỡ họ làm cho đời sống của mình tốt đẹp hơn làm văn hóa của họ tốt đẹp hơn cho nên họ thành công dựa vào cái gì tâm chân thành nhà phật gọi là tâm bồ đề thật tâm đối người chân thành tiếp vật lão tử cũng nói người khác dùng tâm thiện đối với ta ta dùng tâm thiện đối với người người khác dùng tâm bất thiện đối với ta ta vẫn là dùng tâm thiện đối với người người khác tin ta ta tin người người khác không tin ta ta vẫn tin họ cho nên thánh hiền nhân dạy bảo chúng ta chúng ta phải có thành ý có thiện ý thuần là cái tâm yêu người yêu vật vô tư bố thí cung kính cúng dường vô điều kiện đối với tất cả chúng sanh các vị ở trên kinh phật tỉ mỉ mà quan sát phật có phải là làm như vậy không đây là hành nghi của Phật Nguyên tắc đối nhân xử thế tiếp vật của Phật Chúng ta phải ở chỗ này mà học tập Cho nên muốn chúng đồng tu chúng ta Không chỉ là người xuất gia Đồng tu tại gia cũng phải là Chăm chỉ nỗ lực mà làm Mới có thể cứu vãn cái xã hội này Phải chính mình làm gương Hiện tại tôi ở Trung Quốc Làm 10 cái trường trung học 10 cái trường trung học này tôi đều gọi là Trung học từ quan các vị từ Đài Loan đến đều biết Tôi đã ở thư viện từ quan 10 năm Tôi đến Trung Quốc Đại Lục xây 10 cái trung học từ quan Kỷ niệm lão sư Lý Học trò báo cái ân của lão sư Tôi ở Đồng Nhân Quế Châu là nơi lúc nhỏ tôi đi học. Lúc tôi đi học là trường công lập Trung học Đệ Tam, hiệu trưởng là tiên sinh Châu Ban Đạo, biệt hiệu của ông là Khánh Quang. Tôi ở Đồng Nhân xây một cái Trung học Khánh Quang. Kỷ niệm hiệu trưởng của tôi tại vì sao tôi phải làm như vậy học trò ngày nay vong ân phụ nghĩa đối với lão sư chúng ta làm thế nào dạy tôn sư trọng đạo niệm niệm không quên ân thầy chúng ta làm ra hình tượng cho mọi người xem tôi tiếp nhận Giáo hướng của tiên sinh phương Đông Mỹ Tôi ở nơi Đồng Thành An Huy Quê hương của thầy Đồng Thành chỉ có một cái trung học Tôi vì ngài xây dựng một cái Phòng dạy vi tính Đông Mỹ Tặng cho trường học đó 100 bộ máy vi tính Xây một phòng vi tính Để kỷ niệm lão sư phương Đông Mỹ ở đại học sơn đông của tế nam sơn đông tôi xây dựng cho họ một cái là phòng dạy vi tính lý bỉnh nam còn xây dựng cho họ một phòng nghe nhìn mở rộng đối với dân chúng để kỷ niệm lão sư lý thầy giáo dạy tôi học hiện tại vẫn còn một vị đang còn ở nhân gian mỗi năm ngày tết ngày lễ tôi đều thăm viếng cũng đều cúng dường đây là lúc tôi đi học ở nam kinh ông là thầy chủ nhiệm của tôi lần này tôi nghĩ đến tôi sẽ ở trường học nam kinh ngày xưa của tôi cũng xây một phòng vi tính tặng một trăm bộ máy vi tính cái phòng vi tính này sẽ lấy tên của thầy thầy tôi tên là từ thế trạch sẽ lấy tên là phòng vi tính thế trạch Tôn sư trọng đạo Hiện tại người thế gian đã quên mất đi việc này Cho nên cái thế gian này sẽ có tai nạn lớn Bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng Cái xã hội này thành ra cái xã hội gì chứ? Chúng ta xem thấy hiện tượng rất là đau lòng. Chúng ta toàn tâm toàn lực để mong muốn hết thảy đều sẽ làm đến được. Ở Trung Quốc đại lục muốn xây trường học phải nhờ chính phủ giúp đỡ. lần trước đại sứ trần đến nơi đây thăm tôi tôi trước mặt đã thỉnh cầu ông hy vọng mấy cái nguyện vọng này của tôi có thể để tôi nhanh chóng thực hiện cho xong hiện tại hai phòng vi tính này ngay trong một hai tháng này sẽ thực hiện chúng ta dạy là gì? Dạy trung, dạy hiếu Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết Pháp 49 năm Thậm chí mười phương ba đời Tất cả chư Phật Vì chúng sanh giảng kinh nói Pháp Cũng chẳng qua là hai chữ trung hiếu mà thôi hai cái chữ này thực tế mà nói người biết được càng ngày càng ít người có thể làm được càng ít hơn cho nên chúng ta phải dạy phải nỗ lực đi giảng dạy phải giảng giải cho thật sâu vẫn phải nên làm ra cho người khác xem hữu để hai cái chữ này bao gồm ở trong hiếu đạo ở ngay chỗ này tại vì sao đặc biệt muốn nêu ra vậy chúng ta phương pháp hành hiếu Hiếu phải làm từ chỗ nào Phải làm từ ái kính Hữu để là đối với người Cái chữ hiếu này Ở Trung Quốc Theo nguyên tắc chế tạo ra Phân tử mà nói Nó thuộc về hội ý Vào thời xưa chúng ta gọi là lục thư Sáu cái nguyên tắc Cái phù hiệu này Là khiến chúng ta khi nhìn vào thì thể hội được ý nghĩa của nó bên trên là chữ lão bên dưới là chữ tử hợp lại với nhau gọi là hiếu cái ý này nhắc nhở chúng ta rất rõ ràng đời trước cùng đời sau là một thể Đời trước còn có đời trước nữa Đời sau vẫn còn đời sau nữa Đúng như nhà Phật đã nói Ngang thì bao khắp mười phương Dọc thì trải suốt ba đời Là cùng một thể sinh mạng Là một chính thể Đây là ý nghĩa tượng trưng Của cái phù hiệu này chính là thực tướng các pháp mà trên kinh bát nhã đã nói chúng tôi bình thường trong những lúc giảng giải đã nói là pháp tánh của tất cả chúng sanh hư không pháp giới là bản thể của vũ trụ nhân sanh mà trong triết học đã nói từ trong cái nhận biết này Mới chân thật sanh ra cái tâm Yêu thương Tâm cung kính Vừa rồi tôi nói Tâm chân thành Tâm trí thiện Tâm bác ái Tâm nguyện vô tư Vô điều kiện giúp đỡ tất cả chúng sanh Đều là từ trong tâm hiếu mà sanh ra Bạn không nhận biết, không hiểu Cho nên Phật khuyên bạn phát tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề của bạn dính diễn không thể phát ra Nguyên nhân là do đâu? do bạn không hiểu rõ cái đạo lý này không hiểu rõ chân tướng sự thật tâm của bạn làm sao mà phát đều không cách gì phát ra được bạn không biết được hư không pháp giới tất cả chúng sanh là chính mình không biết được Chân thật hiểu rõ rồi Biết được rồi Tâm Bồ Đề tự nhiên liền phát ra Tâm Bồ Đề phát ra Chính là thâm tâm Đại bi tâm Thâm tâm là hiếu đức hiếu thiện Vương Dương Minh gọi là lương tri lương năng đại bi tâm là tâm lợi ích tất cả chúng sanh không có điều kiện không mong cầu bất cứ đền đáp nào cho nên phật làm công việc giáo dục là giáo dục nghĩa vụ không tiếp nhận đền đáp có đền đáp người ta sẽ hoài nghi không mong cầu đền đáp Người ta mới tôn kính bạn Vì bạn dạy tôi đó là thật Không có điều kiện Nếu chúng ta muốn Phật Pháp hưng dưỡng Chân thật có thể cứu giảng cái thế gian này Nếu chúng ta không nỗ lực học tập Phật Bồ Tát Thì không làm đến được Cho nên cái thứ nhất Phải đem cái ý niệm tự tư tự lợi Nhổ trừ cho tận gốc Ngày xưa còn lưu lại một chút Bạn vẫn còn có thể có chút thành tựu Cho hiện tại cái thời đại này Lưu lại một chút thì không thể rồi Thời đại không như nhau Cũng chính là nói Chúng ta đối diện với hoàn cảnh đã chuyển biến xấu ác đến cùng tột Trên kinh Phật nói là ngũ trượt ác thế Đã trượt ác đến cùng tột rồi Nếu không dùng tâm cực thanh tịnh Thì không cách gì giúp đỡ được những chúng sanh này Chúng ta đối diện với những việc này Nhà Phật nói là đối diện với những chúng sanh cần độ so với thời đại ngày trước thì khó khăn hơn quá nhiều quá nhiều cho nên chúng ta ngày nay ở nơi phẩm đức học vấn trí huệ phương tiện khéo léo nếu như không thể siêu dược hơn người xưa mười lần trở lên thì không làm được rồi Chúng ta có thể siêu dược người xưa hay không Hoàn toàn ở một điểm của chính mình Chính mình chịu hy sinh Thì có thể siêu dược Hy sinh cái gì? Hy sinh vọng tưởng phân biệt chấp trước Xả bỏ danh văn lợi dưỡng Năm dục sáu trần Phải đem nó xả cho được sạch sẽ Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở giường Lộc Quyển Xuất gia cho năm học trò Chúng ta ngày nay cũng không cầu nhiều Có thể có năm sáu người chí đồng đạo hợp Thì có thể làm cho Phật giáo hưng dưỡng lên Phải làm thế nào? Học Thích Ca Mâu Ni Phật Trải qua đời sống ở mức thấp nhất không tranh với người không cầu với đời trải qua đời sống nguyên thủy du hóa thế gian liền có thể nhận được hiệu quả cho nên chúng ta sanh đến thế gian này không phải vì chính mình vì chúng sanh khổ nạn chết cũng vì chúng sanh khổ nạn Không có gì chính mình Có một chút ý niệm gì chính mình mà lo nghĩ Thì bạn là phàm phu rồi Bạn không phải là thánh nhân Trên Kinh Kim Cang nói rất hay Nếu Bồ Tát còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức chẳng phải là Bồ Tát. Cho nên phải xả lìa bốn tướng Khiến cho tâm của chính mình Chân thật đạt đến chân thành thanh tịnh Bình đẳng chánh giác từ bi Phải chân thật làm đến Làm đến được một trăm phần trăm Biểu hiện bên ngoài Thì biểu diễn Chân thật là nhìn thấu Buông xả tự tại tùy duyên Lão thật niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Đây là đệ tử Phật Đây là giáo huấn chân thật đối với chính mình đối với chúng sanh đối với xã hội giáo huấn chân thật quyết định được chư phật hộ niệm long thiên thiện thần bảo hộ cho nên các đồng tu các vị phải nỗ lực khắc phục phiền não tập khí của chính mình ở trên giảng đài ngồi xếp bằng hai giờ đồng hồ mà không làm được vậy thì sao được chứ liều mạng cũng phải làm cho được tâm thanh tịnh tâm định rồi thì không khó nếu khó thì vẫn là ở vọng tưởng nhiều vẫn là ở dục vọng nhiều đây là đại chướng ngại không chỉ chướng ngại tu hành mà còn đưa chúng ta đến ba đường đưa đến địa ngục cho nên ái dục thị hiếu không thể không xả bỏ phải xả cho được sạch sẽ đời sống tùy duyên quyết không phan duyên sau khi các vị ở nơi đây học thành rồi thì du hóa ở thế gian tốt nhất có thể hồi phục diệt khất thực buổi tối ở dưới gốc cây lớn ở trong cái liều nhỏ là được rồi hiện tại liều bạc đều rất tốt rất tiện lợi ở trong liều bạc trí huệ khai rồi thì không cần sách vở vì chúng sanh giảng kinh nói pháp cũng không cần phải chuẩn bị đều bỏ đi sạch sẽ rồi Thích Ni Phật năm xưa không có quyển sách nào Khổng lão vô tử cũng không có quyển sách nào Cần cái thứ này để làm gì chứ? Hiện tại bạn cố gắng làm Như định phải khai ngộ Sau khi đại triệt đại ngộ Trí huệ trong tự thánh Chính là Phật Pháp viên mãn Hy vọng các đồng tu Phải chăm chỉ, phải nỗ lực thời gian rất là quý báu Một giây một phút đều không nên để trôi qua vô ích Cẩn <laughs> dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email vọng tây cư sĩ com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật